Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn điểm hát ca khúc Tình cha nghĩa mẹ của nhạc sĩ Linh Mục Nguyễn Duy. Đối với ca khúc này chúng ta sẽ điểm theo tích điệu 2-4 nè. Bây giờ mình sẽ intro mẫu và điểm hát mẫu cho các bạn tham khảo. Về phần intro, phần đầu tiên ha. Chữ cho con làm người các bạn sẽ làm như vậy ha. Bàn tay cha rê thứ chở che và rải một tay la bảy đã cho con vào đời mẹ thương yêu, cho con vào đời tương tự rê thứ mẹ thương yêu phao trưởng dạy con bước đi đã cho con thấm nụ cười. Đó là hai dòng đầu tiên, mình sẽ đem mẫu lại ha. Cho con làm người, bàn tay cha nâng để chờ chờ, cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi, cho con thấm nụ cười chuyển con bi trưởng, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình mẹ cha chúng ta sẽ nối tay ha, quá bao la ôi tình thương đau từ biển xa. Nguyện chữ nguyện là chúng ta sẽ rải một tay lên như vậy, là thứ cho xuống muốn ơn là pha trưởng cho cha, chỉ cha các bạn sẽ chuyển thành mi sút 4 ha, cho cha mẹ của con được. Chữ được các bạn sẽ đánh là la 7 cho mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh lại phần điệp khúc ha. Tính như chưa, từ biển xa nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con, đường mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng dù đời bao sông, năm tháng dù đời bao sóng gió, thì lòng con vẫn nhớ. Đó, dù đời bao sóng gió sẽ là như vậy ha. Dù đời bao sóng gió, thì lòng con vẫn nhớ trong niềm tin nơi Chúa. Đa phần là chúng ta sử dụng theo phương pháp này ha. Bây giờ mình sẽ trô mẫu và đềm hát lại từ đầu cho các bạn tham khảo ha. Thank you.
cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá mặn mà, ôi tình thương đau từ biển xa. Nguyện Chúa giữ muôn đời cho cha mẹ. Tình cha nghĩa mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Duy. Chúc bạn thành công và hẹn các bạn vào những video sau. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh YouTube của mình để có thể tham khảo những video mới nhất. Chào tạm biệt tất cả các bạn.